Lý Dĩ Quang dám giả mạo chỉ dụ, đưa thánh chỉ giả cho sách ngạch đồ. Người đâu, lôi Lý Dĩ Quang ra ngõ môn chém đầu. Hoàng thượng, vụ án của Lưu Đức Diêu liên đới tới nhiều người, người định xử trí ra sao? Tất cả tham quan vô lại dám bòn rút ngân lượng của triều đình, trẫm sẽ không tha cho người nào. Tạm thời không động tới người khác, cứ xử mình Lưu Đức Diêu trước đã. Giết chết một tên trước, làm vậy để cho đám quan lại địa phương nhìn thấy, xem sau này chúng còn dám ngồi không hưởng lợi hại bá tánh nữa hay không. Tên Lưu Đức Diêu này không những tham lam vô pháp, bòn rút ngân lượng cứu trợ của triều đình, còn dám ám sát quan viên triều đình, mưu hại hậu phi, cứu tộc tổng cộng 672 người, đều phải chém hết. Long tiểu đệ, 672 người giết như vậy có quá nhiều hay không? Theo luật thì phải tru di cửu tộc, nhưng trẫm lấy nhân nghĩa trị thiên hạ nên sửa thành tru di tam tộc đi. Nhưng chỉ có một mình Lưu Đức Diêu phạm pháp, tại sao hắn phạm pháp, phụ mẫu của hắn, con của hắn đều phải chết theo hắn chứ? Tên Lưu Đức Diêu này, hắn không những giết phụ thân của Lệ Phi, lão thần thư kiến trẫm nể trọng, hắn còn muốn hành thích trẫm. Trẫm không tru di cửu tộc đã là khai ân lắm rồi. Tru di cửu tộc? Long tiểu đệ, người và Thái Hoàng Thái Hậu đều là người tin vào Phật Pháp. Điều cấm kỵ thứ nhất chính là cấm sát sinh. Nếu giết nhiều người như vậy có phải là lạm sát vô tội không? Dĩ Quang, không có hoàng đế của triều đại nào tha thứ được cho tội khi quân cả. Đây chính là luật lệ Đại Thanh, trẫm cũng phải tuân thủ. Nếu như cô thấy không nỡ thì không cần phải giết chiếu nữa, để trẫm tự giết vậy là được rồi. À, đừng, tôi là bút mực thị thư, sao có thể ăn không ngồi rồi được chứ. Thánh chỉ tôi đã giết hơn một nửa, để tôi giết đi, tôi sẽ giết. Sách ngạch đồ, có gì thật? Vũ tuần phủ sân tây Lưu Đức Chiêu xử lý tới đâu rồi? Khởi bẩm hoàng thượng, Lưu Đức Chiêu tham lam vô pháp, tội lỗi chồng chất. Hắn không những tự ý bòn rút lương thực cứu trợ của triều đình, còn khuyên đất chiếm đất, gây hại cho dân, thích sát tổng binh sơn tây thư kiến, thậm chí hành thích hoàng thượng, đúng là tội ác tày trời, tội chứng đầy đủ. Hình bộ đã đưa hắn và 33 đồng bọn áp giải tới Thái Thị Khẩu thẩm vấn rồi. Còn gia tộc của hắn? Trên dưới họ Lưu, tước hết công danh, giáng làm dân thường đầy 3.000 dặm. Sao lại? Sao xử lý như vậy chứ? Quá nhẹ. Sao lại như vậy được? Sao xử lý không có đáng tội? Rõ ràng là xử lý quá nhẹ mà. Rốt cuộc là sao? Hoàng thượng, tên Lưu Đức Diêu đã phạm tội ác tày trời, theo lý phải tru di cửu tộc. Đúng đó, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Thật nặng phải nặng mới được chứ. Thiệt là nặng mới đúng rồi. Đúng vậy, không thể bỏ qua như vậy. Theo luật thì phải xử tru di cửu tộc, nhưng trẫm niệm tình Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, không muốn giết hại nhiều người, cũng là để tích phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng lấy nhân hiếu trị thiên hạ là tấm gương của thiên hạ. Hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng thánh minh. Bảy triệu, sách ngạch đồ ở lại. Dạ. Bảy triệu. Ngô Hoàng vạn tuế. Sách ngạch đồ, có gì thần? Lần này hình bộ xét xử tại sao lại nhẹ như vậy? Khởi bẩm hoàng thượng, Lưu Đức Chiêu này phạm tội tày trời, cho tru di cửu tộc cũng không hết tội, nhưng mà ý chỉ của người nói là nên giờ cao đánh khẽ, tuyệt đối không nên lạm sát vô tội, cho nên hình bộ cứ nghĩ thánh chỉ là như vậy, cho nên mới phán nhẹ vậy thôi. Chỉ tước công danh cả tộc họ Lưu, giáng làm thường dân, lưu đày đi xa, cách đó 3.000 dặm. Ý chỉ của trẫm? Đúng vậy. Hoàng thượng, chẳng lẽ người đã quên hôm đó ở ngự thư phòng, người hạ ý chỉ, sau đó thị thư cô nương chính tay giao lại cho di thần sao? Hừm.
Hoàng thượng, ý của người là muốn lật vụ án của Lưu Đức Chiêu để điều tra lại sao? Không cần. Lưu Đức Chiêu và đồng bọn của hắn đã bị chém đầu hết rồi. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Khanh cứ lùi xuống trước. Dạ. Hoàng thượng, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Ai xây cái bậc cửa này cao dữ vậy? Lập tức sang bằng cho trẫm. Dạ 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 dạ. Tiểu đức tử, mau đi gọi thợ đến đây đi, mau lên. Không cho làm bằng, trẫm tháo luôn cái đầu của ngươi. Dạ dạ, hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Chết rồi, chẳng lẽ bị bại lộ rồi? Khanh ở đây chờ trẫm, không cho ai tới gần. Dạ. Long tiểu đệ bãi triều rồi, uống tách trà đi. Mới sáng sớm sao người nóng dữ vậy? Thiên quy khó phạm, là kẻ nào không hiểu chuyện chọc tức Long tiểu đệ vậy hả? Cô cũng biết thiên quy khó phạm, cái chức bút mực thị thư của cô làm còn tốt hơn mong đợi. Có phải là kết án Lưu Đức Chiêu rồi không? Xong rồi, Lưu Đức Chiêu và đồng đảng đã bị chém đầu, cá tộc họ Lưu tước hết công danh, chán làm thường dân lưu đài 3000 dặm. Kết quả này chắc cô đã hài lòng. Ê, hậu cung không căn chính. Tuy là nô tỳ không có nằm trong hậu cung của hoàng thượng, nhưng mà nô tỳ cũng chỉ là nữ nhi thôi. Tóc thì dài, kiến thức thì ít, sao dám xen vào chính sự. Có điều hoàng thượng đã xử lý như vậy, chắc chắn là có lý do của người. Lý Dị Quan, cô đừng nghĩ trẫm sủng ái là cô được kiêu căng tự đắc, dám giả mạo chỉ dụ, đưa thánh chỉ giả cho sách ngạch đồ. Tôi biết ngay mà, có một chút tiểu thuyết giang hồ của nô tỳ chắc chắn là không giấu được hoàng thượng anh minh. Có phải sách ngạch đồ và người ở hình bộ phát hiện thánh chỉ đó là giả, muốn giết cả họ Lưu Đức Chiêu không? Phát hiện mà cô còn đứng đây sao? Bị tống vào thiên lao lâu rồi. Vậy có nghĩa là già trẻ cả tộc họ Lưu đều bình an vô sự rồi? Lý Dị Quan, cô ngốc thật hay là giả vờ thông minh vậy? Cô có biết là giả chỉ dụ là tội khi quân, tru di cửu tộc hay không? Sự việc lần này nếu để cho dặn dò bá quan, thái hoàng thái hậu, phi tần ở trong cung, thậm chí là bất cứ người nào trong cung biết, thì cô có 100 cái đầu cũng không đủ chém đâu, cô biết không vậy? Nô tỳ giả mạo chỉ dụ là sai, nhưng mà hoàng thượng lạm sát vô tội, đại khai sát giới, chẳng lẽ là đúng sao? Tới nước này mà cô cũng không biết hối cải, quay lại trách trẫm lạm sát vô tội. Cô nghĩ trẫm không dám tru di cửu tộc nhà cô hay sao? Nô tỳ không có làm sai, người làm sai là hoàng thượng. Dù sao gia tộc của nô tỳ cũng ly tán từ lâu, không tìm ra được, nô tỳ đã tự làm thì tự gánh. Nếu hoàng thượng thấy không thể bỏ qua được, vậy thì người cứ chém đầu nô tỳ đi. Nô tỳ sẽ không kêu ca gì hết, chỉ dùng cái đầu của nô tỳ đổi hơn 600 cái đầu. Đáng mà. Được, anh hùng lắm. Vậy ngày hôm nay trẫm sẽ lấy đầu của cô, đổi hơn 600 cái đầu nhà họ Lưu. Người đâu, truyền sách ngạch đồ. Xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, chỉ biết là hoàng thượng từ trước tới giờ chưa từng nổi nóng như vậy. Có phải vì thị thư cô nương không? Ngoài cô ấy thì còn ai to gan được vậy? Sách gạch đồ tới rồi phải không? Còn không mau vào đây cho trẫm. Dạ. Hoàng thượng Cát Tường, sách gạch đồ, lôi Lý Dị Quan ra ngõ môn chém đầu.